Xin chào các bác. Đây, hôm nay mẹ cháu đã dọn lại căn nhà này rồi, đã ngăn đôi cái phòng này ra để trở thành hai phòng. Đấy, và khu vực giường này. Bé Caramel là chọn cái sọt màu trắng. Bé Bơ Vàng chọn ui dồi, nhưng mà Bơ Vàng mà chọn cái sọt màu hồng là không đúng, bởi vì Bơ Vàng là con trai. Bé Caramel màu hồng. Nào, Bơ Vàng là Bơ Vàng màu trắng nhá. Bơ Vàng là màu trắng. Con vào đi. Bơ Vàng màu trắng, con nằm xuống. Nào, nằm xuống. Sữa nằm xuống. Phân công rồi. Kem không trêu. Kem không trêu tất cả. Nào, Bơ Vàng nằm xuống nào con. Nào. Sữa con đi vào chuồng của con đi. Sữa màu hồng đâu? Sữa màu hồng đâu? Hả? Ôi giời, sữa màu hồng. Cháu đi vào, con đi vào cái giường màu hồng của con à? Ôi giời ơi, hai đứa con gái màu hồng nhá. Đây, cháu là màu hồng đó. Cháu là màu hồng. Em Caramel cũng màu hồng. Còn đây là cái sọt này là của vừng đen. Đó. Còn cái này là của Bơ Vàng. Con Kem thì nằm ở ngoài chuồng. Que kem thì không cần phải 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 sọt chia hết gì hết. Bơ Vàng ơi, con ấy đi. Nào. Bắt nạt nhá, bắt bắt nạt Bơ Vàng nhá. Nào, đấy thấy chưa? Sữa là đàn chị. Sữa là đàn chị đấy, sữa bảo vệ các em. Kem kia không được bắt nạt các em, nhất là em Bơ Vàng. Em Bơ Vàng là em của sữa đó. Sữa quý Bơ Vàng lắm, đừng đùa nha. Nào, đâu xem nào. Hôm nay mẹ cháu đã di chuyển cái phòng này rồi. Các bác ơi, các bác nhìn đây. Mẹ cháu đã di chuyển đây rồi. Tủ lạnh đây. Chuyển vào đây rồi. Bàn chuyển vào đây rồi. Nồi cơm. Máy sinh tố cũng chuyển vào đây rồi. Cái cân, máy làm sữa chua. Đây là nồi chiên không dầu. Nồi cơm điện. Còn đây là bàn làm việc của mẹ cháu đây. Đó, vừa là bàn làm việc, vừa là bàn ăn cơm luôn. Đó, mẹ cháu chuyển hết vào cái phòng ngủ đây rồi. Để ở ngoài phòng ngủ là sẽ rộng rãi như này. Đấy. Rộng rãi như này. Bơ Vàng lên đi con. Bơ Vàng. Vừng đen. Vừng đen. Đấy, vừng đen. Sọt của vừng đen đâu? Đây. Sọt của vừng đen là cái này. Đấy, con đi vào đi. Sữa vào vào cái sọt của con đi. Sọt của con màu hồng. Caramel cũng màu hồng. Còn đây là của Bơ Vàng. Bơ Vàng màu trắng. Đó. Thế còn đâu là kem thì là chuồng ở bên ngoài kia. Kem là không 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 có sọt, không có sọt nào nó chứa nổi kem cả. Đó. Sữa vào chuồng, vào vào sọt của con đi. Sữa vào chờ. Ui rồi bé sữa. Bé sữa nằm ở trong sân màu hồng của mình đi. Không được nghịch nhá. Bé sữa ở trong chọt màu hồng của mình nhá. Nào, các bé ngoan nào. Các bé ngoan để mẹ quay nào. Ôi, Caramel ngoan thì chưa thế kia cơ mà. Caramel kia kìa, nhìn cái mặt kiểu chuông hông. Cái mặt của Caramel thì chuông hông kìa. Đấy. Sọt của sữa màu hồng. Gối màu hồng. Đó, sọt của Caramel, bé gái Caramel màu hồng. Đó, còn cái này là sọt này của màu trắng là của anh vừng đen. Cái sọt màu trắng ở bên ngoài là của anh Bơ Vàng. Thế còn cái chuồng ở bên ngoài là của Kem. Đấy, cháu Kem có cái xương mà hôm nay mẹ cháu vừa dọn nhà đã tìm được thêm cục xương mới để cho Kem rồi đấy. Hôm trước là có hai cục thì cháu đã gặm gặm hết một cục rồi. Cháu đã gặm hết một cục xương rồi, bây giờ còn một cục nữa, cháu đang thích gặm lắm. Các bác ơi, kem cũng tình cảm lắm ạ. Đấy, sữa là chị của mấy bạn của mấy em nhỉ. Sữa là chị của hết của Caramel, của Bơ Vàng. Ồ, sữa ra đuổi kem đi đấy, kinh chưa? Con vào trong 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 cái sọt của con đi. Cái sọt màu hồng của con đâu? Ồ, kem. Kem ơi, kem.
Con đi vào chuồng của con đi nhá. Con đi vào chuồng đi. Con ở đây nghịch lắm, mẹ không điều phối được cả đội này đâu nhá. Nhà Caramel ngoan thế kia cơ mà. Sữa con vào giường, con vào giường của con. Đây. Sữa mẹ chỉ cho đây, sữa đây là của con nhá. Đây, của sữa đó, đúng rồi. Của sữa đó, giường của sữa đó nhỉ. Đấy, còn em Caramel đấy, em Caramel thì không ra khỏi chỗ của mình luôn, thích lắm. Con thích cái giường của con lắm nhỉ. Cái giọt màu hồng là cái giường của con đó. Sữa ơi. Sữa ơi, sữa. Này, quay ra đây mẹ nhìn này. À, bé Caramel nó chạy đi châu đây. Bé Caramel chạy đi châu ơi. À, chạy ra đi tìm anh bơ vàng à? Hả? Ừ, con. Ừ, kìa anh bơ vàng. Kìa anh bơ vàng. Không trêu nha, kem không trêu em nha. Đấy, sữa, sữa mãi ở trong sọt của mình. Caramel cũng vào chỗ của mình luôn. Đấy, thích lắm. Con thích chỗ của mình lắm ý. Mẹ bố trí đúng rồi, nó chuyển sang màu trắng rồi à? Hả? Em lại chọn sang màu trắng à? À. Đấy, mẹ cháu toàn phải quay thủ công như này thôi. Quay bằng tay ạ. Quay bằng tay cho nên là nếu có rung các bác thông cảm nhá. Đấy. Kem đó. Kem này có cục xương sướng lắm. Ừ. Sữa đấy. Sữa, sữa có ngôi nhà mới thích lắm. Ngôi nhà mới lại còn cái gối. Cái gối này là mua từ lúc sữa mới đẻ đó. Mới về đây luôn á. Là sữa của gối luôn. Tất cả các em đều phải mượn sữa, mượn cái gối của sữa. Làm gì có ai có gối đâu, mỗi mình gối, sữa có gối. À, bơ vàng vào bảo là Caramel ơi, trả anh chỗ. Cái sọt màu trắng là của anh. Ơi. Cái sọt màu hồng mới là của em Caramel. À Kem ơi, con thử vào cái sọt trắng xem là con có vừa không? À Kem. Kem à, cháu Kem à. Cháu Kem đến ngày 28 này, một tuần nữa là cháu tròn 6 tháng này mà cháu đã được 6 cân rồi. Trong khi đó sữa thì 1 tuổi rưỡi này. Sữa 1 tuổi rưỡi là được 3 cân ạ. Các bác thấy buồn cười không? Caramel, vừng đen, bơ vàng. Đâu rồi? Mấy đứa chạy đâu rồi? Đây, con chào các bác nha. Mẹ con đã quay được 8 phút rồi. Xin chào các bác nhỉ. Đấy, sữa say mê với cái chỗ của mình nhỉ. À, sữa ra khỏi chỗ rồi à. À chà chà. Ra khỏi chỗ để ra đi chơi với mẹ đây. À, trêu mẹ. Sữa trêu mẹ. Sữa trêu mẹ. Mẹ sữa trêu mẹ. Bé sữa đeo quả trương lúc la lúc lắc, lúc la lúc lắc. Yêu nấm, yêu nấm ấy nhỉ. Yêu nấm ấy nhỉ. Sữa 1 tuổi rưỡi 3 cân. Kem 6 tháng 6 cân, buồn cười không? À. Cười không? Kem 6 tháng 6 cân. Kem 6 tháng 6 cân. Sữa 1 tuổi rưỡi 3 cân, buồn cười không? Cũng buồn cười quá nhỉ. Con chào các bác nha. Hẹn các bác ở các video tiếp theo nha. Sữa ơi, con chào các bác đi. Con. Sữa làm gì đấy? Sữa đi tắm đi. Sữa đi tắm đi. À chứ. Ao chú. Gọi à? Úi dồi. Sữa đi tắm nhá. Hả? Sữa đi tắm không? Hả? Không á? Hả? Có đi tắm không con? Không á? Ôi trời ơi. Không. Không đi tắm á? Không đi tắm thì làm sao mà thơm được? Hả? Hả? Có đi không? Có đi tắm không con? Không á? Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, cha chỉ vốn này. Yếu này. Nào, sữa lạy đi. Lạy cho các bác xem. Sữa lạy đi. Mẹ bảo sữa đi tắm, sữa lạy mẹ xem nào. Dầu xin lạy để xin không phải đi tắm nào. Xem nào. Ôi trời ơi, đi tắm đi, không thì ngồi mới đây mà cãi. Trời ơi, là quả chuông lắc lắc gì mà ghê quá à.
Ôi dồi ôi. Rửa đi tắm đi. Rửa đi tắm đi. Rửa đi tắm đi. Nào. Rửa tắm nào. Rửa tắm nào. Ôi dồi ôi, không á. Lại. Ôi dồi đấy, các bác thấy chưa? Bảo nó đi tắm nó lại đấy, nó lại bằng chết luôn đấy. Rửa đi tắm nào. Rửa đi tắm mê con ơi.